Ngày 10 tháng 3, Thánh Maria Eugenie de Jesus, năm 1817 đến năm 1898. Eugenie Milleret de Brou, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1817 tại Metz, Marseille, trong một gia đình trí thức nhưng kém đức tin tại nước Pháp. Năm lên 12 tuổi, cô được rước lễ lần đầu tiên vào ngày lễ Giáng sinh năm 1829. Cô nhận được tiếng gọi của đời sống tu trì sau một bài giảng về mùa chay thánh tại nhà thờ Notre Dame ở Paris. Cô được vào nhà tập của các nữ tu dòng thăm viếng tại Côte Saint-André nhưng không tuyên khấn. Năm 1825, trong cuộc hành hương tại đền thánh Saint-Anne de Auray, chị cảm nghiệm lập một tu hội nhằm đào tạo cho các thiếu nữ có được một nền giáo dục tri thức, đạo đức để hoạt động ngoài xã hội nhưng vẫn giữ được những quy luật về nếp sống tu trì. Năm 1839, chị Marie Eugenie de Jesus thành lập một dòng tu Đức Mẹ lên trời để thực hiện nhu cầu này. Dòng Assumptionis được tòa thánh công nhận năm 1888 và lan rộng tới trên 34 quốc gia trên thế giới. Mẹ Maria Eugenie de Jesus qua đời ngày 10 tháng 3 năm 1898 tại Auteuil, House de Saints, nước Pháp. Mẹ được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 tôn phong chân phước ngày 9 tháng 2 năm 1975 và 32 năm sau, Đức Benedicto thứ 16 đã nâng mẹ Maria Eugenie de Jesus lên hàng hiển thánh ngày 3 tháng 6 năm 2007. Phép lạ dẫn đến việc phong thánh cho mẹ Maria Eugenie Milleret ngày hôm nay là một em bé phi luật tân 12 tuổi, có não bị hư hại nặng, ảnh hưởng tới thị giác của em. Em đã cầu nguyện với nữ tu Maria Eugenie và em đã lành bệnh. Em cũng có mặt trong buổi lễ này và được vinh dự dâng của lễ và tặng hoa cho Đức Giáo Hoàng